Vị nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Vĩnh Long Điền phấn đấu phát triển 620 đảng viên. Để đạt mục tiêu đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ủy Long Điền đã giao chỉ tiêu cho từng cơ sở đảng trực thuộc và đề ra nhiều giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo công tác tạo nguồn, phát triển đảng. Không chỉ nỗ lực tăng số lượng, Đảng bộ Vĩnh Long Điền xác định phải đảm bảo chất lượng cho từng đảng viên được kết nạp. Đảng bộ huyện Long Điền hiện có 3.422 đảng viên đang sinh hoạt tại 43 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp được 620 đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện ủy Long Điền đã ban hành nhiều kế hoạch, chỉ đạo về công tác phát triển đảng, trong đó chú trọng về chất lượng, từng bước trẻ hóa, có sự kế thừa và phát triển giữa các thế hệ đảng viên. Năm 2022, chi bộ trường mầm non Sơn Ca, thị trấn Long Hải được giao chỉ tiêu kết nạp 2 đảng viên. Đến nay, chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên vượt chỉ tiêu giao. Quá trình tạo nguồn, phát triển đảng, chi bộ luôn xác định quan điểm lấy chất lượng đảng viên là mục tiêu hàng đầu. Do đó, việc quy hoạch nguồn được tiến hành chặt chẽ từng thời điểm, tập trung vào những quần chúng ưu tú, có nhận thức sâu rộng về đảng, động cơ vào đảng đúng đắn và phải có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Các đảng viên trong chi bộ nhà trường luôn đặt cái công tác chính trị bên song song với công tác chăm sóc giáo dục của nhà trường. Ban chi ủy của chi bộ luôn chú trọng tới công tác đảng viên và phát triển cái công tác rèn luyện quần chúng ưu tú trong các đoàn thể của nhà trường. Được kết nạp vào đảng là niềm tự hào trong cuộc đời của tôi, là nguồn động lực kích lệ to lớn đối với bản thân tôi để chung tay đóng góp chi bộ ngày càng vững mạnh hơn. Đạt chỉ tiêu bình quân mỗi năm kết nạp được 3 đảng viên, chi bộ quân sự thị trấn Long Điền đã có 4 năm liên tiếp đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng do đảng ủy thị trấn giao. Thì theo kế hoạch đầu năm thì chi bộ quân sự thị trấn Long Điền đã vượt 1 chỉ tiêu so với đầu năm của thị trấn giao thì 2/1. Thì đúng theo kế hoạch thì đã hoàn thành chỉ tiêu mà cũng đã vượt. Mà theo kế hoạch hàng năm thì năm nào thì chi bộ quân sự cũng theo vượt kế hoạch của đảng ủy thị trấn giao. Luôn chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch tạo nguồn và kết nạp đảng viên từng năm phù hợp thực tế cơ sở đảng, nên từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ huyện Long Điền đã kết nạp được 347 đảng viên mới, đạt 57% kế hoạch của nhiệm kỳ. Riêng 8 tháng năm 2022, Đảng bộ huyện phát triển được 115 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu năm 2022. Ra đi giám sát, đi đôn đốc và đặc biệt chúng tôi thành lập một cái tổ công vụ để kiểm tra các cái hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu của huyện, trong đó có công tác phát triển đảng. Ngoài cái số lượng, huyện ủy Long Điền cũng rất là quan tâm đến về chất lượng. Đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện ủy Long Điền yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, các hội đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, giáo dục quần chúng, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn, tạo môi trường thuận lợi cho quần chúng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của đảng.